Hello mọi người, hôm nay là buổi tập thứ 14 của mình và con chim. Hôm nay thái độ nhìn có vẻ nó hơi nhát nhát đi một tí. Nhà vẫn thử xem hôm nay như nào. I'm just calling to say các bạn ạ, mà vẫn chưa có sức bay mấy, vẫn hơi mệt.